Ngay lúc này, đại gia miền Tây sở hữu hàng trăm công đất, fan cứng Sư Minh Tuệ bất ngờ quay xe bán cây lộc rừng gia truyền hàng trăm năm cho bà Nguyễn Phương Hằng với giá 10 tỷ đồng. Được biết, cây lộc rừng này được truyền từ đời ông nội của anh để lại đã gần trăm năm rồi. Gốc cây rất to, một người ôm không hết, bông hoa nở suốt năm. Anh cho biết cây lộc rừng này lúc đầu anh định đem tặng cho sư thầy Minh Tuệ để tại cốc. Nhưng sau những ồn ào gia đình tranh giành, sư Minh Tuệ anh đã quyết định đem cây lộc rừng này bán cho bà Nguyễn Phương Hằng với giá 10 tỷ để đi làm từ thiện. Không, đặc biệt là cái cây này tôi để dành cho sư Minh Tuệ nè. Cái nếu mà sư Minh Tuệ về ẩn tu tại Gia Lai á, cái cây này tôi để dành cho sư Minh Tuệ. Cái cây này tại vì nó rất là hên, tài lộc dữ lắm. Cho nên á là tôi tính để dành chuyển ra tới Gia Lai đem cho sư Minh Tuệ là trồng ngay trước cửa cốc á. Nhưng mà anh biết sao không? Mấy bữa nay tôi thấy là mấy cái thằng kêu là tự xưng là cái gì? Hộ pháp, hộ bổng gì ở cốc đó, bảo vệ cốc gì của thầy đó. Tôi thấy nó là mượn hình ảnh của thầy quá. Lợi dụng hình ảnh của thầy trục lợi cho thằng nào cũng nấy cũng là cái lợi của mình không à. Biết cái lợi của mình không? Rồi nó chẳng biết bảo vệ được thầy là cái gì. Với những kẻ mà kêu là bôi nhọ xúc phạm thầy đó. Nên là tôi quyết định là cái cây này tôi sẽ bán cho bà Hằng. 10 tỷ. Ôi trời, chào anh em nha. Đâu lâu quá không thấy, trời bữa nay ghé thăm hả? Trời ơi, mới đi vườn về. Trời ơi, tội nghiệp lắm ông già, ổng mua đâu ở chảnh gần cả trăm công đất, tôi phải đi lên chảnh tôi chăng. Trời ơi, mệt quá anh em ơi. Bữa nay là tại vì anh có giới thiệu tụi em là có cái cây lộc rừng đâu cả trăm năm của anh là muốn để lại cho cô Hằng đó. Rồi đây qua đây, tôi dẫn qua đây, qua đây. Cái cây lộc rừng này là bảo đảm với mấy anh ha, độc nhất miền Tây, chỉ có một cây duy nhất, không có cây thứ hai luôn. Đây nè, anh em thấy không? Wow. Cái vằn bông của nó nở là quanh năm luôn nha. Không bao giờ ngớt bông. Đó. Cái cây này là đặc hẩm á, là có ông kia lại trả là hết bọn á, mà tôi còn chưa chịu bán đó. Bông quá trời luôn nè. Bông dữ vậy, tao đang quay bông. Trời ơi, anh chia sẻ. Cái cây này anh coi đi. Ông kia lại trả tôi 8 tỷ mấy tôi không bán á. Mà nếu mà mua thì ít gì cũng phải cả chục. Bông thì ba tầng bông luôn á. Anh thấy không, bông là không lỗi luôn mà. Ồ, đẹp quá kìa. Nè nè anh thấy không, rụng bông nè, rụng qua nè mà vẫn trên cây đúng không? Bông vẫn sum xê. Dữ vậy ha. Ở cây này là anh định bán giá nhiêu? Ít gì cũng phải Bây giờ anh bán nhiêu đang biết nè. Bây giờ á, nó thẳng ra muốn bán á, ai mà muốn mua á. 10 tỷ. 10 tỷ. Dữ vậy. Chứ mà nếu mà trả tôi 8 tỷ, 9 tỷ. Thôi dạ, đừng có trả giá mà công. Mà để mà người ta có thể mua là 10 tỷ anh cho cái lý do dạ, nó, sao mắc có gì mà đặc biệt. Anh coi, thứ nhất là vàng bông. Thứ hai nữa là cái cây này hơn cả trăm năm rồi. Trời đất ơi. Từ đời ông cốc của tôi á. Đó. Là có nghĩa là ông nội kêu ba tôi kêu bằng ông nội đó. Tôi kêu bằng ông cốc đó. Mà 100 năm mà sao cái cây nó sao nó tược nhỏ vậy anh? Nó bị gãy hồi đó là anh biết gì không? Là hả? Ông nội tôi á, ổng có nuôi trâu, ổng nuôi đâu 40-50 con trâu vậy đó. Rồi á, ổng cột vô cái gốc nè. Con trâu cổ mà anh nghĩ con trâu cổ gần 800 kg. Trời. Nó rồi ông nội tôi cột vô đó rồi nó. Cái này gãy ngang ha. Ừ. Cái này gãy. Đâu rồi anh, là anh chỉ cái nè anh coi nè, nó gãy ngang khúc nè. Bây giờ nó lên ba thước luôn ha. Nó lên ra ba thước nè. Trời. Vậy là bự được chứ. Cái này nó có hình thế gì? Anh giơ tay không? Người ta thấy người ta ở trong điện thoại nó nhỏ anh giơ cái tay cái cung tay bên trời, trời cả ôm á. À, nếu mà ôm là một ôm vậy nè. Một ôm tôi ôm không giáp. Một nó thẳng là một ôm không giáp nè. Anh thấy không? Một mình ôm tôi là không giáp. Cái gốc bự lắm. Trời anh nghĩ đi cỡ cái miệng lu á. Nói cái miệng lu là anh chỉ biết cái miệng lu của ngày xưa đó. Nó còn có miệng lưu á. Anh đứng trong đó mọi người nhìn thấy. Trời trời bông vậy nè. Thủy tinh luôn anh chị. Mơ thơ mộng luôn ha. Quá trời đẹp. Là cái cây lộc rừng này á, nếu mà người ta mua người ta đặt trong nhà thì nó sẽ có cái tài lộc. Cái gì anh? Nếu mà tài lộc á. Tài lộc hả? Ừ, xua đuổi vận may. Thế là xua đuổi vận xui. Đó. Em hết hồn. Trời. Anh là em cũng hết hồn á. Nó sẽ xua đuổi những cái xui rủi á, những cái xui rủi á. Rụng bông quá trời luôn ha. Trời ơi. Em nói anh hả là giống như là những cái mà xui rủi á, nó sẽ không có tới gia đình của mình. Đó, là nó sẽ đem vận may đến. Đó, ai mà sở hữu cây này hên lắm. Nhưng mà sao mà anh bán ai không bán mà anh định bán cho cô Hằng?
Tại tôi thấy bà xài thứ dữ không à, học sòn đồ là anh thấy không, bà đưa ra viên nào viên nấy bự chà bá như thế này mà. Thì bây giờ anh, nếu mà anh muốn bán cô Hằng thì anh nói vài điều gì để cho cô Hằng coi bà có thuyết phục được cô Hằng không? Bây giờ anh nói chị Hằng này nè, chị cũng làm từ thiện 10 tỷ, tôi sẽ là chích ra là 50% để đi làm từ thiện đó, còn mà 50% đó cũng phải cho công ông già chăm sóc mấy chục năm nay. Dưới phần cây này là anh biết cái cây này là của ông Cốc để lại tới đời ông nội tôi, rồi ông nội tôi để lại là cho ba tôi, bây giờ tới đời tôi là tại tôi á, thì ông già ông để lại tài sản nhiều quá. Bây giờ nè, hỏi nói nè, ví dụ như mà cô Hằng bà không có coi được, mà ví dụ khán giả mà anh đại gia nào ở ngoài ta coi á, người ta muốn mua cũng giá đó luôn, anh có bán không? Bán, nếu mà đại gia nào được giá là bán. 10 tỷ ha. 10 tỷ. Có thương lượng gì không? Không rồi, thôi đừng có thương lượng giá cả, tôi cái cây này nó thẳng rồi. Vô giá. Chỉ có một cây duy nhất, độc nhất miền Tây luôn. Không có cây thứ hai. Không có cây thứ hai. Anh chắc không? Chắc luôn. Nói thẳng là nếu mà chơi gì cái cảnh này á, thì anh xoay quay xung quanh đi, vườn tôi là anh biết rồi đó. Còn nhiều, ở nhiều cái phía sau là nhiều cây mai rồi, nó thẳng ra là nếu mà nói thì nó quá chứ, cỡ gốc B, cái thùng B á. Gốc mai mà cỡ thùng B rồi đó. Chị xem mà cái trước nha, đó mấy cây giữ cái trước nè đó. Trời ơi, trời đất thì thôi đi. Ông già ông mua trên kia 100 công, ông bắt tôi sớm giờ là ông kêu lên trả anh coi. Đó, rồi giờ đó là còn thằng lính, bỏ là thằng lính nó trả anh. Tôi phải đi xe về. Giờ về cơm nước đồ nữa. Hôm bữa em nghe nói là anh nói cái cây này anh định là đem ra cho ngoài sư Minh Tệ, sao mà hôm nay anh đổi, anh đòi là bán cho cô Hằng là sao anh? Anh thấy mấy bữa nay là tôi thấy nhiều kẻ kêu mà nó trục lợi quá. Rồi đem tới này kia rồi trục lợi, tôi thấy phản cảm quá. Rồi tôi cũng không muốn là kêu bằng cái sự mà cãi cọ trong đó nữa. Bây giờ thà tôi bán đi, tôi làm từ thiện sướng hơn. Ý nghĩa ha. Ý nghĩa hơn. Chứ tôi thấy nhiều kẻ mà mượn cái hình ảnh của ông thầy Minh Tệ gì đó, rồi nhận tiền rồi ôi các kiểu, anh ơi thấy vô thấy phức tạp quá. Chủ đề mình thấy thầy làm á, những cái hạnh của thầy mình thấy là mình rất là nể thầy, nó thẳng luôn, cái hạnh của thầy là mình rất là kính nể thầy cái hạnh. Nhưng mà những người mà kêu bằng là yêu quý thầy á, nói cái miệng không à, trục lợi bản thân, thằng thì bán hàng, rồi những thằng mà tôi thấy tôi là cái gì hậu pháp gì, rồi cái những gì thằng gì mà kêu bằng cái gì tôi là cái người trợ duyên gì đó. Trời ơi, nói tới mày đó, áo cục tôi nổi vậy nè. Xạo chết màu luôn. Trời đi, trợ duyên cho thầy. Cuối cùng rồi tôi thấy là nó lên, nó chửi bới gì tùm lum hết trơn. Về tiền bạc không ạ? Quay xe luôn. Nhưng mà thầy á, là tôi vẫn ủng hộ cái hạnh của thầy. Nhưng mà người đi xung quanh là anh không ủng hộ ha. Những người xung quanh là tôi không ủng hộ. Tại vì tính lúc đó là bứng cái này đem ra ngoài cốc để tặng thầy luôn á. Thì đó là cái tôi thấy ở chỗ cái trước cái cốc á, trước cửa cốc á có cái ao rất là đẹp. Nói thẳng là cái view của thầy á, có cái cốc rất là đẹp, cái view đó. Cây này mà thầy màu đẹp hơn cây rồi. Cái cây này trồng ngay cửa cốc thầy. Thầy ngồi thì anh nhìn thấy bông hiền ảo luôn chị. Vô lắm ha. Bông đẹp, tôi thẳng với mấy anh là cái cây này kiếm một cây thứ hai là không bao giờ có á. Có luôn á. Bông là ba tầng luôn anh chị, quá trời đẹp luôn. Anh coi đi nè, chỗ bông mà tới rụng vậy nè, mà trên cây vẫn còn bông nha, không phải giỡn đâu. Coi mọi người thấy lung linh đẹp không? Rồi rồi nè, thơm nữa luôn. Cây này tôi nói thẳng với anh là thôi khỏi chơi, cái cây này là không bao giờ có cây thứ hai. Đẹp mà đứng lên mà có từng giọt nước như pha lê luôn, chị thấy không? Như pha lê. Trời ơi, đứng ở chỗ này thôi. Mơ màng như pha lê luôn, quá đẹp luôn. Bông tầng tầng lớp lớp luôn á, nhìn tôi nói anh là không có đường nào chê hết. Đường nào chê nha. Nhà ai mà có yêu cầu sở hữu cái cây này á thì cứ liên lạc qua số điện thoại của các anh em ha. Đó. Bây giờ 10 tỷ. Không bớt luôn hay sao? Không bớt. Trời trời, cái cây này anh tính đi. Hơn 100 năm. Cái cây mà nếu mà ôm cái khúc gốc mà tại hồi xưa á là ông nội tôi á, ổng không cột con trâu cổ vô đó thì cái cây này bây giờ một thân bự lắm. Trâu hồi xưa gãy ngang khúc ha. Ông nội tôi ổng cột cái con trâu vô, con trâu cổ anh biết mà, thứ mà con trâu bừa ngày xưa đó. Nó bự dữ lắm. Rồi bắt đầu cái con trâu nó tới kiểu giống như nó tới lứa. Nó gị. Trời ơi gãy ông nội tôi tiếc. Mà cuối cùng nó còn lại cái gốc nó mọc lên. Đó. Đẹp. Bộ bông này nó ra quanh năm hay sao mà quanh năm anh? Bông nào ra quanh năm. Là anh cái này là nói chung là anh là chăm sóc hay là anh có muốn kỹ thuật gì không mà sao đẹp dữ vậy cái bông? Không, cái cây này là ông già tôi kỹ thuật trồng á, ông chăm sóc kỹ lắm á. Rồi ông giao tới tôi bây giờ nhiều quá, nhiều công chuyện quá. Chăm sóc không nổi đâu.
Nhiều cây lắm mà em thấy cây này nó lạ thiệt, độc lạ luôn á. Đẹp. Cái cây này là quý luôn á, nó thẳng là quý. Mà nó thơm nữa ha. Ừ. Hình như là lộc dừng nó mấy loại anh? Sao loại này sao lá nhỏ mà nó đẹp quá trời ta? Nó đâu tới ba loại luôn á. Ba loại luôn hả? Rồi được rồi. Ba loại lận. Cái cây này là lá nhỏ, bông nhiều mà nở quanh năm. Còn có những cái cây mà bông bự, lá bự nhưng mà nó không có đẹp bằng cái này. Chứ nó lại nó không thơm ha. Ừ, nó không thơm bằng cái này đâu. Đứng gần là thơm lắm anh chị ơi. Nhưng mà cái thứ nhất là anh biết gì không? Tài lộc tới lắm à. Chồng nói là tài lộc tới, gia đình may mắn lắm. Nó thẳng luôn, tôi đã kể cho anh Sơn nè. Từ khi mà ông già tôi nói giờ cái cây này vô đây nè, là từ ông nội để ông cốc để lại cho ông nội tôi á, là ở ngoài hè kìa, chứ không phải ở trong này đâu. Rồi đó là tới ông già tôi ông mới đem vô đây. Nội mà ông mướn bưng vô đây không. Rồi có chục triệu. Giờ vô đây. Sao giờ bán ổn nha. Anh nghĩ đi, giờ á ông già tôi ông bán cho tôi 100 công đất. Đó, rồi bây giờ á đi mặn tôi anh á, mặn tôi không có ngày nghỉ. Mặn không ngày nghỉ. Nội mà đi theo thì tôi dòm. Rồi phải mướn thêm một thằng lính đi theo ra đó giám sát ngoài kia. Thì nó sẽ trở nên mà cái tiệc tác ổn ha. Thì đó, cho nên là mình muốn chia sẻ những cái cây đẹp, cây quý. Thì một người nào mà xứng đáng ha. À, những người mà người ta yêu thích thật sự về hoa kiển, người ta sẽ chăm sóc kỹ hơn mình á. Về tay cô Hằng ha. Ừ. Chú Dũng ha. Tại vì nghe nói là cô Hằng thì chơi là đá quý được không? Em là để trong đây nam đó. Ừ đúng rồi. Tầm cái tầm ha. Nếu mà cô Hằng sở hữu cây này thì anh nghĩ đi, chắc kim cương. Trời ơi, giờ hiện tại là có 2 ba lon rồi, bao rồi. Chứ anh nghĩ đi, từ cái đời ông cốc tôi mà để cho ông nội tôi, để lại cho ba tôi. Rồi ba tôi bây giờ anh nghĩ đi, nó không tài lộc gì ông già tôi lo cho tôi nổi không? Đất 100 cây. Vườn thử đây nè, anh coi đây. Xung quanh cây cối đây nè, anh thấy anh hiểu liền. Đó. Cánh luôn. Ừ, quá trời rồi. Nguyên cái vườn mà. Nguyên cái vườn vậy nè. Bê tông hết luôn á. Bê tông hết à. Để cho xe đi vào vòng vòng rồi thì dễ hả? Dạ. Trời đất ơi. Đừng nói anh thì thôi. Vậy chơi vậy. Tài lộc nó thẳng luôn cái cây này trồng. Ngày đem về đi là nó tài lộc nó phát. Cứ tới, cứ tới. Bây giờ là anh sợ là nhiều quá, giờ quản lý không được, bán luôn phải không? Cái cây này nè, phải gắn camera bên kia đó kìa. Trời đất ơi. Nè, ông già tôi phải gắn camera đó quan sát. Kìa cái máy, đó là thấy không? Thấy camera đó không? Đó. Chịch cái nếu mà bằng đêm mà hôm mà gia đình ngủ rồi nó vô nó bứng một cái thì anh nghĩ đi. Bao nhiêu tiền của ông già tôi để lại. Trời. Đó. Tôi nói thẳng cho anh nhìn bông, không có đường chơi. Thấy không? Cái gốc rồi, thấy không? Giữ thần cái gốc lắm. Rồi bây giờ anh chốt giá đi, anh nói một lần nữa đi. Trả lời. Bây giờ á với bà con em mua đi. Ở đây á thì tôi cũng không hối thách gì giá cả. Anh em nào cảm thấy thích, đặc biệt thích, tôi để cho là 10 tỷ. Đó. Chốt cuối cùng luôn nha. Ừ. Không bớt, cái này tôi bảo đảm với anh chị là 100% làm từ thiện. Mua là không có lầm đâu. Cái cây này thứ nhất là tài lộc. Đó, mang tài lộc đến dữ lắm. 50% là từ thiện phải không? 50% còn 50%. Nếu mà mua 10 tỷ tôi bỏ ra 50% đi làm từ thiện. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn rồi. Đó. Chứ còn không bớt rồi, nói là tôi nói thấp thì không có đâu. Rồi vậy ok anh. Anh nghĩ đi bây giờ á, nếu mà không mang tài lộc ông già tôi mua 100 công đất không? Đúng rồi. Đặc biệt cái cây này là tôi để dành cho sư minh tệ nè. Đúng không? Rồi. Đó, cái cây này anh biết cái gì không? Đặc biệt là cái cây này tôi để dành cho sư minh tệ nè. Cái nếu mà sư minh tệ về ẩn tu tại Gia Lai á, cái cây này tôi để dành cho sư minh tệ. Cái cây này tại vì nó rất là hên, tài lộc dữ lắm. Cho nên á là tôi tính để dành chuyển ra tới Gia Lai đem cho sư minh tệ là trồng ngay chữa trước cửa cốc á. Nhưng mà anh biết sao không? Mấy bữa nay tôi thấy là mấy cái thằng kêu là tự xưng là cái gì? Hộ pháp, hộ bọng gì ở cốc đó, bảo vệ cốc gì của thầy đó. Tôi thấy nó là mượn hình ảnh của thầy quá. Lợi dụng hình ảnh của thầy trục lợi cho thằng nào cũng nấy cũng là cái lợi của mình không à, biết cái lợi của mình không, rồi nó chẳng biết bảo vệ được thầy là cái gì với những kẻ mà kêu là bôi nhọ xúc phạm thầy đó. Đó cho nên là tôi không bao giờ tôi đem cái cây ra đó nữa, tại vì thầy sẽ không bao giờ về cái cốc đó ở đó. Rồi một nơi thì lập công ty, rồi một bên là cốc, rồi thầy về đâu, thầy cũng đã lên tiếng nói là những cái nơi mà ồn ào thầy không bao giờ ở, đúng không? Đó cho nên là tôi quyết định là cái cây này tôi sẽ bán cho bà Hằng 10 tỷ, thà tôi đi làm từ thiện. Với một phần nữa là bà Hằng nếu mà mua cái cây này về, tôi bảo đảm cho anh tài lộc cực kỳ là giàu giàu. Đó, nó rất là hên. Nếu mà bà Hằng sở hữu cái cây này của anh á, kim cương, hột sòn ha, nó sẽ chảy vào Đại Nam hết. Bao nhiêu tiền của cái cây này á, là nhờ cái cây này không à, ông già tôi là mua biết bao nhiêu đất. Cái vận may cực kỳ là hên luôn. Vậy là lúc đầu là anh định cho thầy Minh Tệ, nhưng mà
Thầy Minh Tại không về đó, anh quay xe anh bán để mà anh... Đúng rồi, 10 tỷ cho cô Hằng luôn phải không? Bán cho bà Hằng luôn. Thà lấy tiền đó tôi đi làm từ thiện. À, 50% đi làm từ thiện. Ừ. Chứ giờ anh nghĩ đi thầy, những nơi ồn ào không bao giờ thầy ở lâu đó, cho nên là tôi không cần phải đem ra đó nữa. Cho nên là tôi quyết định là bán cho bà Hằng. Tại bà Hằng sở hữu những cái đồ giá trị cho thà bán cho bà. Đó, chúng ta lấy cái phần tiền đó chúng ta sẽ là chích ra 50% để đi làm từ thiện. Mình giúp ích cho đời, cho xã hội, cho những bà con nghèo khó khăn, nó có ích hơn. Quá hay rồi. Với một phần nữa anh thấy không, bà Hằng cái nào bà sai, chúng ta nói những cái sai, nhưng những cái bà đúng chúng ta phải công nhận là bà giúp rất là nhiều người nghèo. Những như đặc biệt anh thấy cái quỹ mà mổ tim Hằng Hữu của bà Hằng không? Đó, bà giúp được bao nhiêu con người ta chưa? Đó, ai giúp được như bà Hằng? Anh chỉ tôi coi, trên đất nước Việt Nam này được bao nhiêu người giúp được những bà con nghèo khó khăn được cái quỹ mổ tim cho con mình? Đó là dành cái sự sống cho con của chúng ta. Quá hay luôn. Quá trời, đặc biệt là tôi ủng hộ bạn cái vấn đề đó. Tôi có thẳng. Rồi, hay quá anh ơi. Rồi trời. Rồi, ok. Rồi, chào anh nha. Rồi, chào mấy anh nha. Rồi, xin chia sẻ cái này nha. Rồi. Anh ngồi đi em.